Một dòng loa tép cao cấp, loại này 1000K nhé. Khung gỗ vàng, khung gỗ đen, dùng cho cục đẩy âm đi. Loại này có phân tần đồng, chuẩn chất âm, đúc đặc, chống ẩm, chống nước đàng hoàng. Mỏng tép, dày tép, đây là cổ 350, 5 châm cao cấp. Dàn karaoke có món này thì chất âm sẽ nét gấp 5 lần các bạn nha. Nét lên nẹt luôn. Bên mình gửi bưu điện khắp Việt Nam. Anh em về test ok thì chốt. Tuyệt vời luôn nha. Siêu tép, tép 1000K một cặp. Đây mới gọi là tép chống cháy nhá. Và tép tụ cản như thế này mới gọi là cháy này. Đây là gọi là tép tụ cản thông thường. Tép tụ cản treo lủng lẳng này anh em về hát 3 hôm thì cháy ngay các bạn nhá. Tép tụ cản thì nó không có khả năng chống cháy vì nó không phải là phân tần. Vì vậy anh em nghe cái kiểu này nó rất là chói. Tép tụ cản treo lủng lẳng này bên mình không ship nha các bạn nha. Bên mình chỉ gửi cho anh em những cặp tép đáng đồng tiền. Đây là một dòng cao cấp 1000K. Dùng cho cục đẩy âm đi, loa cây, loa phun, loa đứng, loa nằm. Anh em nào mà bị cháy tép nhiều thì liên hệ bên mình. Gửi cho một cặp tép chống cháy về để cải thiện chất âm cực ngon. Bảo hành 1 năm, test ok thì chốt nha. Ok.